Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tại xã Đông Kết, huyện Quế Châu, nhiều gia đình đã hoãn tổ chức đám cưới hoặc dùng hình thức báo hỷ thay cho tiệc cưới. Gia đình ông Đỗ Khắc Nam là một trong nhiều gia đình ở xã Đông Kết đã hoãn tổ chức đám cưới trong thời gian vừa qua. Vào đầu tháng 5, khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đám cưới của con trai mình, thì dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hưng Yên. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, cũng như gia đình có ý thức phòng chống dịch, 3 ngày trước khi đám cưới diễn ra, gia đình ông Nam quyết định dừng tổ chức. Mới đăng ký kết hôn cho con trai, song gia đình bà Đỗ Thị Hiền không tổ chức tiệc cưới mà chỉ báo hỷ làm thủ tục xin sâu với số lượng người hạn chế, đảm bảo các quy định phòng chống dịch của địa phương. Gác lại chuyện vui trăm năm của hai con vì sự an toàn của cộng đồng. Xã đã triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên cái tinh thần là chỉ có mang tính chất báo hỷ, công bố giữa hai họ gia đình. Bên nhà trai, nhà gái, mỗi bên từ 5 đến 7 người là tối đa. Trong 9 tháng qua, thì các cái hộ gia đình trên địa bàn xã đã chấp hành tương đối tốt, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.